có vàng đâu. Vàng đây là cái lúa đánh được không? Thắng cái bà. Kiếm ngồi ra đi ngồi. Thắng Lam. Thôi ngồi kia đây. Con mối có gì đâu. Kia nắng quá. Nắng quá, ngồi kia. Quán này thích hợp ăn buổi chiều tối hơn, rất là mát mẻ, nhìn cảnh tăng luôn. Rồi vô đi. Bây giờ mình đã order món đặc sản, những món đặc sản ở đây, ví dụ như món này nasi ikan bakar đó, và cái này là súp buntut, là súp bò, canh bò đó. Mình order thêm con cá này nữa, nó kêu là cay lắm nha. Ok, ăn thử luôn cho biết, nhìn lạ, nó làm với dừa. Này gì? Bebe ban đen. Và thêm cơm trắng. Rồi mình uống cái nước này. Nó không biết dịch tiếng Anh ra là sao, chứ biết là tốt sức khỏe thôi. Để mình thử nha. Có một chút chua chua. Rất thơm à? Có một chút mùi xả. Thơm xả. Uống vô không biết cái này là cái gì. Này uống thử. Nói chung cũng không có dễ uống. Không dễ uống hả? Không biết. Không biết là cái gì. Có bị thuốc trong đây luôn á. Không biết là cái gì. Không. Là món của cameraman order này. Này là món địa phương luôn á. Có thể là có một dĩa y chang vậy, mà cái này là gà, hoặc là dĩa này, hoặc là cá. Cay nha. Hơi có mùi xả. Cái này mới lạ. Cá. Cá nướng dừa. Nó là chuối mà phải không? Bên trong nghe đó là có dừa. Còn cái này là siêu cay luôn nè. Cái này cái gì đó? Cái sông không? Cái hấp, cái hấp. Cái này sẽ để cameraman thử, không dám thử. Ăn thử đi lộng xộn. Ở bên trong một ớt nữa nè. Ăn đi lộng xộn. Ở đó là basi. Too much chili. Không mà ăn được. Được, được sao? Mà canh bò. Cho em chén canh bò. Ăn luôn. Đi. Em bò ngon nha. Tự nhiên. Flavored food. Không nhầm ăn chưa nha. Yes, morning call. I will prepare your room, number room. Keep to Mr. Hendrik. And Mr. Hendrik, we will coming at 11:30. And the 12 at the midnight 12 o'clock, yeah, Mr. Hendrik. Bây giờ là 6 giờ chiều đúng không? Mình đến được khách sạn thứ hai của Campo rồi, khách sạn xịn nha. Bây giờ mình đang check in phòng. Đây nữa mình ăn xong. Nếu mình ăn xịn xong mình tranh thủ đi ngủ sớm, 11 giờ rưỡi dậy rồi. Nên cho chuyến thứ hai đặc biệt. Bây giờ mình đang đi vô phòng, phòng số 269. Hôm nay sang giữ ở khách sạn 5 sao luôn vậy. Cô lại cho mình đi ngủ sang. Giờ đói quá, không muốn ra khách sạn để mà ăn ở nhà hàng luôn. Ok, này là. Thank you.
cơm, cơm hải sản. Món này là súp, súp rau củ quả, bò nữa, lại bò. Và mình order thêm hai chai bia Bin Tăng của Indo. Ở Indo cũng có nha. Yo. Bây giờ là 12 giờ sáng ngày thứ ba, chúng tôi bắt đầu hành trình mạo hiểm. Một giờ rưỡi sáng mình bắt đầu leo lên núi Aichen, khoảng đi bộ khoảng bây giờ khoảng 15 độ C, 10 độ C, hơi bị lạnh. Nói chung là mình phải luôn bám sát hướng dẫn viên, tại vì đây là đại đường rất là mạo hiểm. Now we aim high 1850 from the sea level, okay. India, and then on the top 2386. Ừ. 3 km bay. Được, nửa đoạn đường rồi mấy bạn ơi. Sao nói? Còn là dốc 45 độ không chứ không phải mặt phẳng nha. Đúng đúng luôn. Bây giờ cho bạn thấy taxi. Tôi cần chết đi. Mundur. Hai người đẩy một chiếc. Bây giờ mình đang ở gần miệng núi lửa lắm rồi. Đó, đây, bây giờ đang đi xuống. Đi xuống nửa cây nữa. Rồi coi cảnh đẹp xong rồi đi lên lại. Đúng phê không? Chân mình sắp dục rồi. Núi phải lòng chắc nửa năm nữa mới đi leo núi lại. Nãy giờ toàn là muốn xỉu. Đường đi cũng dở vậy luôn. Bây giờ không khí rồi lại. Giờ đang độ cao là 2000m. Lạnh, vừa hiểm trở. Quá trời quá đất, vàng nàng lắm luôn. Đi bộ không thấy mệt chứ nói gì khi. Đi xuống nửa cây số nhưng mà đường xuống nó không hề đơn giản, mới ra mặt nạ vô tại vì ở đây nồng nặc mùi lưu huỳnh quá cho nên không đeo không được. Ở đây công nhân có làm thêm quà lưu niệm nè các bạn, đem về đốt chơi. Dễ thương ghê luôn á. Nhớ souvenir. Nên mấy bạn đã được đem theo đâu phải không? Không được đem theo. Ok, we go. Các bạn thấy ánh sáng xanh không? Một trường càng phên. Yeah, because of the sun. But the fire is still on, but we cannot see because of the sun. Này mình dùng đèn pin nhỏ vô, nó cũng thấy đâu. Bây giờ tối mình thấy được ánh sáng xanh thôi. Nên lúc trời sáng thì mô hình nó cũng cháy, nó không có ánh sáng xanh nó chưa được. Cái lần này đúng không?
ánh sáng xanh có 102 các bạn. Phải vô tính tận miệng mới được. Quá xít. Lúc này hơi sáng cho mình quay lại cho bạn coi khó khăn đi như thế nào. Đâu kia xem anh xong thì cầm cái lên lại. Nhìn toàn cảnh ngắm Bình Minh. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay ngày thứ 3 trong chuyến đi của Phượng. Bây giờ Phượng thức từ lúc 12 giờ trải qua. Hôm nay giờ là 5 giờ rưỡi sáng. 1 tiếng rưỡi đi xe, trải ra 4 tiếng leo núi, xuống hồ, lên lại đây để quay được toàn cảnh này. Đây là gọi là hồ Acid. Hồ Acid này sâu 200m. Kế bên nó sẽ có mỏ lưu huỳnh nữa, cũng mỏ lớn lắm. Hồi nãy mình có xuống đó mình lượm được một cục lưu huỳnh về làm kỷ niệm. Xuống tận dưới đó luôn. Dưới đây nè. Đó luôn, đó. Xong rồi đi lên lại. Đoạn đường đi xuống là nửa cây, đi lên là nửa cây. Đúng kinh khủng. Nói chung là trải qua một quá trình gọi là training, cũng vậy là đào tạo, gọi là gì ta, gian khổ mới được tận hưởng không gian này đây mà cực kỳ xứng đáng. Quá trời đẹp luôn, hùng vĩ ghê luôn. Biển núi lửa, đây là cái ngọn núi lửa thứ hai, biển lửa thứ hai Phượng chứng kiến được từ đó đến giờ hai mấy năm trời. Bây giờ là 5:20 là mình vừa mới chụp hình xong luôn, mặt trời cũng lên rồi nhưng mà bắt đầu hồ mất tiêu. Cái này không phải là sương mù, cái này cũng không phải là mây, cái này là do cái hơi lưu huỳnh nó bốc lên nó che cái mặt hồ đi. Thì không có quan trọng là bạn lên lúc mấy giờ, có thể là buổi trưa mặt hồ cũng không thấy được đâu, do tùy thuộc vào cái khối lưu huỳnh chứ không tùy thuộc vào mây và sương mù hay mặt trời. Cho nên hên xui lúc bạn lên bạn phải đợi. Nếu mà bạn chụp không được, bạn phải đợi một thời gian. Còn nếu như bạn hên thì bạn lên chụp được liền. Hên là Phượng với chồng chụp xong rồi, cái hồ mất tiêu. Bây giờ mình phải đi xuống lại. Mấy tiếng nữa đi xuống. Mấy tiếng ta? Nãy lên là 1 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi, 4 tiếng đi lên. Bây giờ 4 tiếng đi xuống. What the fuck? Bây giờ khí lưu huỳnh đang rất là nhiều nha, khá cao, muốn che hết mặt hồ luôn. Bây giờ mấy người mà đang ở dưới đó, mấy người là leo xuống coi lửa xanh hay là mấy người xuống mỏ lấy lưu huỳnh đó. Có thể là khóc luôn á, đau mắt, nhức mắt, là thở không nổi nè. Anh hướng dẫn viên nói có nhiều người, bao người cũng chết tại vì khí độc cao quá, hít nhiều quá chết dưới đó luôn. Mọi người đang dựng chỉ lưu huỳnh xuống núi nè các bạn, đẹp chưa, có bán gì có bán luôn á. Cái này đốt lên hán lửa xanh luôn á. Cái này người ta đập nhỏ ra, khiêng từ dưới đó lên, gánh gì đó, đập nhỏ ra rồi bỏ vô bao chở xuống núi. 1 ký được nhiêu? 1.200 đồng tiền Indo ngày. Nếu mà đi 4 chuyến là lên xuống 1 chuyến, 4 chuyến
trung bình một người thợ thu nhập được khoảng $40 một ngày. Mà đường này không dễ đi nha, mà khí độc không luôn. Okay, untuk Andi karet ya. Hah? Andi karet bon. Andi apa aja? Sudah oh iya. Ya. Đây là cảnh công chúa đi lên rừng. Xuống núi vậy. Xuống núi chụp hình nữa. Lên núi thì đau gót đùi, xuống núi thì đau đầu ngón chân. Không biết làm sao cho vừa lòng. Như đừng có đi. Đi một lần cho biết. Trải nghiệm gọi là nhớ đời, cái đoạn nhớ đời. Ta nói ai thích mạo hiểm thì nên đi cái tour này. Taxi. Ok. Đổi cái đủ cái tư thế rồi vẫn chưa xuống được núi, quá mà đau chân quá, gãy cục chân rồi. Hôm nay chỉ đi ba ly luôn. Trời má ơi. Đi lên, lúc đi lên thôi, nghỉ 80 tập. Lúc đi xuống tưởng nhanh lắm không? Cũng nghỉ ít nhất 8 tập. Trời ơi, đau chân quá. Đây là cảnh khách sạn vào buổi sáng sớm sau khi leo núi Jay Agent rã rờ 8 tiếng. Mà tối qua anh giờ chưa ngủ miếng nào, chưa ngủ được trên xe được miếng. Bây giờ mình đi ăn sáng, sau đó đi bơi, relax đồ. Bắt đầu qua giai đoạn này là mình bắt đầu thư giãn được rồi. Không cần phải cực khổ gian nan như mấy bữa trước, bữa nay nữa. Nói chung là có được cái gì là xứng đáng không? Dù hơi cực chút nhưng mà được cái là cảnh nó quá đẹp, không đi không được. Rồi khám phá tìm tòi, phải thử thách gian nan chút, mới xứng đáng. Bây giờ relax cho đến ngày đi về luôn. Không thả thôi. Bây giờ đi ăn sáng buffet. Chung tour này, chở khách sạn này là rất xịn. Sau khi ăn sáng xong rồi bây giờ mình định đi bơi. Nhưng mà nắng kinh dị, nắng khủng khiếp, nắng khé tía luôn. Mình quyết định không đi bơi nữa. Mình bắt đầu soạn đồ di chuyển qua đảo Bali. Đó, nhìn qua kia thấy đảo Bali. Xa xa là vài chiếc du thuyền, xa nữa thì thấy cái tàu hàng. Nói chung khách sạn ở đây ok, đẹp. Đây là khách sạn Ketaba Inda. Nói chung đẹp, nhân viên lịch sự dễ thương. Buffet sáng ok, ngon. Đồ ăn ok. Chỉ có điều mấy ngày nay nắng quá, nắng chịu không nổi. Sau khi hành xác 8 tiếng đồng hồ từ tối hôm qua đến giờ không còn chút sức lực gì luôn, bây giờ đụng vô cái chắc xỉu. Ok, đây là kết thúc chương trình tham quan hồ Acid Agent. Tập tiếp theo của mình sẽ nói về Bali, các bạn nhớ đón xem nha.